Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Dinner Gamer ha. Và lâu rồi mình không làm một cái video để giới thiệu anh em về một tựa game pixel nào trên Android iOS. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một tựa game. Và tựa game này nó có giá 3.99 đô anh em nhé. Một tựa game pixel và anime, âm thanh rất đẹp, chơi rất là hay. Và đây là một thể loại chơi game khá thú vị khi mà mình sẽ chơi dungeon. Nhưng mà mình là người thiết kế dungeon, mình sẽ chơi game này theo phong cách gọi là thẻ bài. Và hình ảnh thì rất đẹp ha, hình anime, những nhân vật được thiết kế rất là mình làm các kiểu thứ. Ngoài ra thì trong game này có một thứ rất hay, đó chính là âm thanh anh em, cho anh em nghe thử nhé. Ok anh em, thì anh em cũng đã nghe thử cái âm thanh rồi đó. Thì khi anh em mà chơi game thì anh em có thể liên tưởng đến cái âm thanh đó đến với một thể loại gì ha. Thì mình không biết anh em nghĩ cái nào, nhưng mà nói chung là mình vẫn thích suy nghĩ của anh em lắm. Thì đây là một tựa game rất là hay, nên là mình giới thiệu cho anh em. Và mình chắc mình chỉ giới thiệu ngắn gọn thôi anh em, tại vì chỉ cần nói cơ bản về cái âm thanh nó thôi là cũng đã ăn đứt nhiều tựa game khác rồi đúng không anh em. Đó, thì đây là một tựa game hiện tại là có thể chơi trên Android iOS nhé. Trên web của mình thì anh em có thể tải dưới phần mô tả, hoặc là anh em vào dtngamer.com thì trong đó nó còn có một bản mod tiền để anh em có thể mua được nhiều cái waifu của mình nhất có thể ha. Thì những nhân vật trong đây thiết kế rất là đẹp, đặc biệt là nhân vật của chúng ta thì cute, rồi mấy con quái vật nó cũng không phải thua kém đâu anh em. Nhưng em thấy cái con phù thủy này nhìn cũng khá là ngon đấy. Đó, thì mỗi màn nó sẽ có một con boss và một con phù thủy giống vậy đó, một con kiểu đó đó. Và càng về sau thì nó càng nóng hơn. Đó, thì đây là một tựa game rất hay mà mình nghĩ anh em sẽ thích ha. Rồi, ba anh em hẹn gặp lại anh em các video sau nhá. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ và tải game để giúp cho mình kiếm thêm một chút thu nhập. Rồi, ba anh em nhá.